Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái câu 5.2, 5.1 và 5.2 của bài số 5 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái câu 5.3. Nếu mà thời gian mà thầy làm nhanh thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở câu 5.4 luôn em nha. Tùy theo cái thời gian, thời lượng chương trình mà thầy quay. Nghĩa là nó không vượt quá 15-20 phút em. Tại vì khi mà vượt quá cái tầm thời gian đó, các em ngồi trước màn hình, thầy nghĩ em rất là chán, đúng không? Rất là mệt. 5.3 này, câu A em. Góc hợp bởi góc, đây ta sẽ tính góc alpha nha em. Góc hợp bởi đường thẳng y bằng 1 phần 2 x cộng 3 phần 5 và cái trục hoành, nghĩa là cái trục OX là bằng bao nhiêu độ? Bằng bao nhiêu độ trong số các cái đáp án mà thầy cho đây. Thì về phương pháp thì thầy đã đưa ra rồi. Về phương pháp bài này thì thầy đã hướng dẫn ở trong các em cái dạng 2 ha. Các em nhớ thầy như này. Cái đường thẳng, thầy nhắc lại một xíu nhé. Đường thẳng y bằng ax cộng b. Cái điều kiện của ta ở đây là a khác không, đúng không? Nó rơi vào trường hợp này này. Thấy không? A này, b này. Thấy chưa nào? Tạo với cái tia OX, hay nói là cái trục hoành đó, một góc alpha, một cái góc alpha nào đó, thì khi đó chúng ta sẽ có tan của alpha sẽ bằng hệ số A, hệ số góc của nó, hệ số A. Ví dụ như ở cái anh này thì cái hệ số A của nó đó chính là 1 phần 2. Em có hiểu không? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái đường thẳng, cái góc em ghi thành là góc tạo bởi, cái góc tạo bởi giữa cái đường thẳng y bằng 1 phần 2 x cộng 3 phần 5 và cái trục OX nè, là alpha. Khi đó ta có tan alpha sẽ bằng bao nhiêu? Bằng đúng hệ số A của ta này. Cái hệ số A của ta đây là 1 phần 2 này, thấy không? Được không? Đó chính là 1 phần 2. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra alpha bằng bao nhiêu độ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính nha. Đây, thầy sẽ hướng dẫn em cách bấm máy tính để từ cái đây chúng ta chuyển ra độ nha. Được không? Tan alpha đúng không? Để mà bấm ra góc ấy, thì chúng ta phải bấm shift. Thấy chữ shift không? Shift tan này. Được không? Thầy nói lại. Để bấm ra được từ tan alpha bằng bao nhiêu á, ở đây một cái hệ số mà ra được độ, thì bước đầu tiên chúng ta bấm shift. Thấy chữ shift nó hiện lên chữ S trên màn hình liền không nào? Bấm chữ tan. Trên đây em để ý đó chính là có tan mũ trừ 1. Được chưa nào? Ở đây chúng ta nhập vô 1 phần 2 thì em bấm 1 này. Phần này, phần này, thấy không? Phần chưa? Phần này. 2 này. Tới đây đúng không? Thì em để bây giờ cái dấu nháy này em phải đưa đây để em ta đóng ngoặc, bấm như này. Bấm ngang ra. Đóng ngoặc lại. Em bấm như thầy dấu bằng. Ra như này. Ra như này chưa phải độ đâu các em. Đây không phải độ. Em hiểu nè, đây không phải độ. Mà bây giờ chúng ta sẽ bấm cái này ra độ nè. Đây. Thấy ký hiệu này không? Đó. Thì cái này nó ra được là 26 độ 33 phút 54,18 giây. Thì ở đây nó có số 5 nên chúng ta làm tròn. Như vậy ở đây nó ra được là gần bằng là 26 độ 34 phút. Thì bấm lại một lần nữa nhé. Shift này. Tan này. Tất cả sử dụng máy tính này thầy nói với em rất là tiện lợi luôn. Rồi em bấm ngoặc ở đây. Sau đó các em bấm dấu bằng nha. Bấm dấu bằng. Tới đây. Bây giờ đổi ra độ, các em nhớ thầy ký hiệu này, ký hiệu độ này. Thấy chưa nào? Độ phút giây này, độ này, phút này, giây này. Cái dấu O đây đó chính là độ này. Dấu phẩy này đó chính là phút này. Và hai phẩy này chính là giây này. Đó, thấy chưa nào? Như vậy thì cái alpha này thì nó sẽ gần bằng là 26 độ 34 phút. Làm tròn tới phút nha. Em hiểu chưa nào? Nó khá là đơn giản như vậy thôi. Đơn giản nhưng mà các em biết
biết cách bấm máy tính thì mình ra, chứ không biết thì bó tay chấm cơm để làm gì được em. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đâu nào, 26 độ đây. Nhìn vô thấy cậu A ngay rồi. Được không? Hiểu không? Hiểu câu A thì câu B các em sẽ làm được thôi. Câu B chúng ta làm tương tự, thầy sẽ làm nhanh một chút. Được chưa nào? Ở câu B. Góc hợp bởi đường thẳng Y. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng sẽ ghi là góc tạo bởi, hợp bởi cũng được ha. Góc hợp bởi cái đường thẳng Y bằng, ở đây chúng ta nên biến đổi một chút. Ở đây bằng ta tách ra trở thành là 7/5 cộng 2/5 x. Chúng ta ghi trở lại là 2/5 x cộng 7/5 cho nó dễ nhìn. Nó đúng với lại là AX cộng B này. AX cộng B này thì khi đó chúng ta quan tâm tại cái hệ số A ở đây, chứ không phải chỗ căn 7. Nếu em ghi như này, người ta cố tình đánh lừa để xem thử cái đây có phải là hệ số A không, mà các em lấy cái này là sai á. Em hiểu chưa nào? Và trục OX là góc alpha, nên ta có tan của alpha sẽ bằng bao nhiêu? Đây, 2/5. Thì từ đây chúng ta suy ra alpha sẽ gần bằng. Rồi, dùng máy tính bấm tiếp. Máy này thì mua những 650, 650, 680 gì đó. Chưa tới 700 nghìn đâu em. Nhưng mà nó giúp ích cho các em sau này lên phổ thông rất là nhiều. Tại vì thầy, tại vì sao thầy lựa chọn cái máy này? Tại vì cái máy này thầy tham khảo là bộ dục cho phép đem cái máy này vào ở trong phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học, nên thầy mới lựa chọn mua cái máy này. Và cái máy này hiện tại là xịn sò nhất ở trên thị trường của Việt Nam. Cái dòng đấy chính là dòng FX nha. Còn có rất là nhiều dòng nữa em. Có rất là nhiều dòng, nhưng mà thầy lại chọn thích cái dòng FX này. Được chưa? Ok. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta sẽ, không phải thầy đang giới thiệu cái dòng này để mà các em mua đâu nha. Các em thích chọn cái gì các em chọn, chứ không phải người ta, mấy cái dòng máy tính này không có trả phí thầy một cái đồng nào đâu nha. Không phải nói ông thầy cũng giới thiệu bắt buộc phải mua cái máy này, không có đâu. Các em cảm thấy cái dòng nào mà các em xài mà các em thuận lợi nhất và các em rành về máy nhất. Tại vì thầy cũng đã mua sách này nọ, chuẩn bị thầy sẽ mở một cái khóa học chuyên về dạy bồi dưỡng Casio, Casio nhé, Casino xong bài mất rồi. Để các em có thể thực hành tất cả các thao tác giải phương trình, hệ phương trình các kiểu. Tại vì thầy đang dạy cho các anh chị phổ thông nên thầy sẽ làm hết trên máy này để ra kết quả. Tại vì xu hướng bữa nay, xong cái mục đích cuối cùng là chúng ta lớp lên lớp 12 và chúng ta thực hiện là toàn bộ trắc nghiệm hết. Trắc nghiệm thì đòi hỏi phải tính phải nhanh, và tính nhanh thì bắt buộc phải cái máy tính này nó rất là bổ ích các em, và nó rất là lợi. Đừng nói ăn cái gì bổ ích ha, đại khái là như vậy nha. Thôi giờ không nói nữa, nói nữa nó ông thầy để ông nói nhiều quá. Rồi ship tan 2/5, được chưa? Bằng ok độ này, phút giây này, thấy chưa? Thấy 21 độ 48 phút chưa? Đây đến phút này. Dùng máy tính máy túi thôi chưa? Ok, được chưa? Rồi, như vậy clip này tới đây kết thúc em nha. Clip này thầy nói hơi nhiều một xíu, chúng ta bỏ qua em thầy nha. Tại vì thầy cũng muốn giới thiệu để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Nhà bạn nào ấy thì cũng có điều kiện, không có điều kiện thì cũng ráng mua một cái em để mà học nha. Thì tại vì thầy hồi giờ thì sử dụng cái máy cùi bắp như này thì cũng ráng lên đời được cái liver hơi mát mát một xíu nha. Ok, chúc em học tốt, bye bye. Trong điều sau thầy quay bằng câu 540 là xong em nha. Ok.